Một vụ bắt cóc tống tiền hết sức liều lĩnh táo tợn vừa bị công an tỉnh Hậu Giang phối hợp với các đơn vị triệt phá. Biết nạn nhân là phó giám đốc một công ty, gia đình có điều kiện nên các đối tượng phạm tội đã bàn nhau bắt cóc và đòi tiền chuộc 10 tỷ đồng. Một trăm cảnh sát truy vết nhanh và giải cứu con tin thành công. Cụ thể, ngày 11 tháng 5, Công an huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang tiếp nhận tin báo phó giám đốc một công ty tư vấn thiết kế thi công nội ngoại thất tại thành phố Cần Thơ sau khi đi gặp khách hàng tại huyện Châu Thành A vào ngày 10 tháng 5 đã bị bắt cóc. Nhóm bắt cóc liên hệ với gia đình anh này đòi tiền chuộc 10 tỷ đồng và gia đình đã chuyển 44,5 triệu đồng. Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Công an tỉnh Hậu Giang đã chủ động phối hợp với các cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an các tỉnh thành và đồng thời huy động gần 100 cán bộ chiến sĩ tham gia phá án. Đến 16 giờ chiều 11 tháng 5, Công an đã xác định được đối tượng chủ mưu gây án là hai anh em ruột Nguyễn Hữu Nghĩa, 47 tuổi và Nguyễn Thanh Nguyên, 37 tuổi, cùng ngụ tại xã An Nhơn, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp. Cả hai đang lẩn trốn tại địa bàn tỉnh Vĩnh Long. Đến rạng sáng ngày 12 tháng 5, Công an đã bắt giữ được Nghĩa. Sau đó, Nghĩa khai nhận địa điểm giam giữ nạn nhân là một căn nhà thuộc ấp Tân Hưng, xã Tân Hạnh, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long. Các mũi trinh sát đã tiếp cận, bao vây, triển khai phương án giải cứu con tin. Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận do nghiện ma túy, không có tiền tiêu xài, thấy nạn nhân là phó giám đốc, gia đình có điều kiện kinh tế nên bàn bạc thực hiện hành vi bắt cóc để đòi tiền chuộc. Còn tại Hà Nội, vào sáng 13 tháng 5, Công an phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội cho biết, tài xế trong vụ việc hai du khách người Pháp bị chặt chém 500.000 đồng cho quãng đường di chuyển 50m đã đến trình diện tại cơ quan công an. Trước đó, trên nhiều nền tảng mạng xã hội đăng tải bài viết tìm thông tin tài xế taxi chặt chém khách Tây ở Hà Nội. Tài xế thu 500.000 đồng của vị khách nước ngoài đi taxi từ Trần Nhật Duật về phố Chợ Gạo, Hà Nội. Sau đó, do khách để quên hộ chiếu trên xe, tài xế này mang trả lại và đòi thêm 500.000 đồng, gây xôn xao, thu hút sự chú ý của dư luận. Theo đại diện Công an phường Hàng Buồm, sau khi nhận được thông tin phản ánh từ cơ quan báo chí và các phương tiện truyền thông, Ủy ban Nhân dân Công an quận Hoàn Kiếm đã chỉ đạo Công an phường Hàng Buồm cử cán bộ phối hợp các bên liên quan khẩn trương xác minh vụ việc đang lan truyền trên mạng xã hội. Quá trình rà soát trên địa bàn, cơ quan công an xác định tài xế sinh năm 1990, quê quán Hưng Yên. Sáng 13 tháng 5, cơ quan công an đã mời người này đến để làm việc. Hiện công an phường Hàng Buồm đang lập hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật. Do vé máy bay nội địa tăng quá cao nên nhiều tháng nay người dân từ thành phố Hồ Chí Minh ra Hà Nội phải mua vé qua Thái Lan rồi bay từ Thái Lan về Hà Nội. Trước tình trạng kỳ lạ này, Thứ trưởng Giao thông Vận tải giải thích một phần do chênh lệch tỷ giá và Thái Lan đang kích cầu. Thứ trưởng Giao thông Vận tải Nguyễn Danh Huy cho biết, bình quân giá vé của Vietnam Airlines tăng 14-20% trên các đường bay. Nguyên nhân tăng giá là do giá nhiên liệu và chênh lệch tỷ giá. Hiện các chi phí này chiếm 65-70% trong cơ cấu giá vé. Nguyên nhân nữa là do nhu cầu vé máy bay dịp nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5 lên rất cao, vì nhu cầu đi lại của hành khách chủ yếu mua sát giờ và giá vé tăng cao 20%. Trong khi đó, giá vé của Thái Lan thì thấp hơn, bởi nước này vừa qua có chính sách kích cầu du lịch, giảm gần như triệt để các phí hàng không. Còn theo xu hướng chung, giá vé trên thế giới tiếp tục tăng cao. Hiện Bộ Giao thông Vận tải đã ban hành quy định rà soát lại toàn bộ chi phí kê khai giá, yêu cầu tăng các chuyến bay về đêm, yêu cầu tiết giảm đến mức thấp nhất chi phí của các hãng hàng không, đồng thời nghiên cứu đề xuất giảm các loại phí để đảm bảo nhu cầu đi lại của người dân với chi phí hợp lý nhất. Như chúng tôi đã thông tin về vụ sập tường ở thôn 6, xã Ba Trại, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội do mưa lớn vào tối 12 tháng 5 khiến ba cháu nhỏ tử vong thương tâm, thì đến giờ nhiều người vẫn chưa hết bàng hoàng, đau xót và không ai ngờ rằng giây phút trú mưa trong đêm lại trở thành một đêm định mệnh. Những người chứng kiến vụ sập cho biết sạt lở đất diễn ra quá bất ngờ khiến cho họ không kịp trở tay. Những nỗ lực đào bới ngay sau đó không thể giúp họ cứu được các em nhỏ. Mời quý vị đến với ghi nhận của phóng viên VTC. Vụ việc được xác định xảy ra vào lúc 22 giờ 20 phút tối ngày 12 tháng 5, khu vực là ngôi nhà ở kết hợp kinh doanh hàng đồ chơi trẻ em. Lúc xảy ra vụ việc, chị Đoàn Thị Hương ở ngay ngôi nhà đối diện đang dạy học cho một số học sinh thì bất ngờ vợ của chủ cửa hàng kinh doanh này chạy sang xin gia đình giúp đỡ cứu nhiều cháu nhỏ đang bị mắc kẹt do sạt lở đất. Tuy nhiên khi chị sang đến nơi thì toàn bộ phần hông phía nhà bên trái đã bị đất đá đổ ập xuống. Chủ cửa hàng lúc này đang vô vọng nỗ lực lấy tay đào bới đất và gọi các con.
Thấy em Hà là chủ nhà này chạy sang bảo là anh Trọng ơi sang cứu nhà em với. Thế thì chị cũng chạy theo ra thì anh nhà chị sang thì bây giờ có một số khách hàng chơi đây này. Các cháu thì kêu khóc, chị mới đội mũ bảo hiểm chị chạy sang thì toàn bộ cái khu tường của cái nhà là sập xuống. Thì thấy chú Việt là chồng chủ nhà đây này thì là đang bới để khóc bảo cứu con em với, và con em trong này rồi. Chị thì thấy sập xuống bắt đầu chị mới... Thì có một cháu là bị cái tấm bê tông nó đè lên chân, thì là cái bố và mẹ cháu đấy đang nhấc cái tấm bê tông lên bảo là chị ơi để cứu con em với, thì là chị cũng cùng bê, không tài nào bê được. Khoảng độ 2 giờ sáng cứu hộ bắt đầu vẫn để đào bới cái chỗ kia để đỡ bị tránh tiếp tục bị đổ, còn các cháu thì cứu ra thì là không sống được, các cháu không qua khỏi, là mất 3 cháu gái. Cũng theo chị Hương, tại hiện trường vụ sạt lở, bên cạnh 3 cháu đã bị vùi lấp trong đất đá, có một cháu bị đè bởi một tấm bê tông. Do tấm bê tông quá nặng, người dân phải lấy xà beng để cứu cháu. Sau khi nắm được thông tin, lực lượng chức năng đã khẩn trương huy động máy móc, nhân lực khẩn trương tìm kiếm người bị nạn. Thế nhưng đáng tiếc là khi tìm được các cháu đã không còn. Hậu quả vụ việc làm 3 cháu nhỏ tử vong, 1 cháu khác bị thương. Được biết, ngôi nhà kinh doanh bán đồ chơi mở khoảng 1 năm nay. Ngày bình thường, nhiều phụ huynh đưa con đến chơi. Vào hôm qua do trời mưa nên ít người đưa con đến. Điều đáng chú ý, khu vui chơi xảy ra sự việc thương tâm này là do người dân tự mở trong nhà, ở khu dân cư và không có giấy phép kinh doanh. Thời gian qua, việc cơ quan chức năng ra quân tăng cường kiểm tra nồng độ cồn dẫn đến nhu cầu cần người lái xe hộ tăng nhanh. Nhiều người đã chọn cho mình giải pháp này để đảm bảo an toàn. Thế nhưng chớ trêu là có trường hợp chạy dịch vụ lái xe hộ thì lại vi phạm về vấn đề này. Vào sáng nay 13 tháng 5, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Kon Tum cho biết, đơn vị vừa lập biên bản vi phạm và tạm giữ phương tiện đối với một trường hợp cung cấp dịch vụ chạy xe hộ do vi phạm nồng độ cồn. Theo thông tin ban đầu, vào tối 12 tháng 5 trên quốc lộ 24, Tổ Cảnh sát Giao thông thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Kon Tum phát hiện một trường hợp người điều khiển xe máy biển số 82B145824 biểu hiện nghi vấn sử dụng rượu bia. Qua đo bằng máy, lái xe có nồng độ cồn là 0,028mg trên 1 lít khí thở. Được biết, tài xế này sinh năm 1988, ngụ thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum, đang lái xe dịch vụ chạy xe hộ. Tổ công tác tiến hành lập biên bản vi phạm và tạm giữ phương tiện để xử lý theo quy định. Với lỗi này, tài xế bị phạt số tiền từ 2-3 triệu, tước giấy phép lái xe từ 10-12 tháng, tạm giữ xe đến 7 ngày. Trong thời gian tới, lực lượng cảnh sát giao thông sẽ tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt hơn đối với những cá nhân tổ chức cung cấp dịch vụ chạy xe hộ để đảm bảo an toàn giao thông cho người dân trên địa bàn. Trong nỗ lực hạ cơn sốt giá vàng, ông Phạm Thanh Hà, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cho biết sẽ tiếp tục đấu thầu vàng miếng vào ngày mai và sửa Nghị định 24 về quản lý thị trường vàng. Hai tuần gần đây, 5 phiên đấu thầu đã được Ngân hàng Nhà nước tổ chức với mục đích tăng nguồn cung ra thị trường, hạ nhiệt giá vàng miếng so với thế giới. Thế nhưng các phiên thầu được đánh giá là chưa thành công. Khoảng 8% lượng vàng chào thầu được đưa ra thị trường, thế nhưng giá thì vẫn liên tục đi lên. Ngân hàng Nhà nước cho biết nhằm bổ sung nguồn cung cho thị trường, sẽ tiếp tục tổ chức đấu thầu với khối lượng phù hợp nhằm ổn định giá, giảm chênh lệch giữa giá trong nước và trên thế giới. Ngân hàng Nhà nước cũng tăng cường các biện pháp hỗ trợ quản lý thị trường, tăng cường quản lý nhà nước với thị trường vàng theo quy định tại Nghị định 24. Cùng với đó, cơ quan này tiếp tục thanh tra doanh nghiệp tổ chức tín dụng kinh doanh mua bán vàng miếng, chỉ đạo doanh nghiệp kinh doanh chấp hành nghiêm quy định về hóa đơn thanh toán, kiểm soát giao dịch mua bán. Dự kiến ngày 14 tháng 5, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục tổ chức đấu thầu vàng miếng và tuần này sẽ còn có thêm một phiên đấu thầu nữa. Về lâu dài, Ngân hàng Nhà nước sẽ đề xuất thêm giải pháp quản lý thị trường vàng và trong đó có việc sửa Nghị định 24.